có việc ấy, mình đi ra ngoài. Ở kia mình đang thấy có, không biết là hai bạn đấy đang ở đây làm gì. Xin chào cậu. Cậu đang, tớ thấy bây giờ cậu kiểu tớ đây mà bây giờ tớ thấy cậu ấy, không biết là cậu ở đâu ấy. Dạ em ở dịch trên quê ấy. Thế sao kiểu trời mùa đông lạnh này mà cậu lại dẫn bé đi vậy? Em bây giờ nhà em nợ nần túng thiếu quá, chồng thì đánh bài đánh bạc nợ nhiều. Bây giờ chồng em bỏ trốn rồi, ở nhà thì không ở được ấy, nên là em bế con đi tìm việc. Ôi thế á, bé bé như vậy thì làm sao mà cậu tìm được việc nhỉ? Em cũng không biết nữa, người ta cứ cố tìm việc thôi ạ. Người ta làm cần làm gì thì em có thể làm việc đấy. Thế là hôm nay cậu, thế là cậu không có nhà ở luôn à? Dạ vâng. Nếu mà thế thì có gì mình có một cái nhà vườn ở trong này ấy, thì có gì đến ở đấy thì nếu mà dọn dẹp các kiểu ở tạm cũng được đấy. Dạ vâng, thì em cảm ơn chị nhiều ạ. Thế tí nữa cậu cứ cho bé đi thăm tí nữa vào trong nhà mình nhé. Bé được mấy tháng rồi cậu? Dạ bé nhà em vừa mới được 3 tháng chị ạ. Trông bé nhìn bé trông tắt. Vâng. Lạnh quá nhỉ. Đáng bé bé mà đã phải đi làm với mẹ rồi đây. Ngoan lắm, để tí nữa về kia để tớ dọn. Chắc để mình cầm đồ chắc có thể đi theo chị này. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị xách đồ em với nhà mình. Cảm ơn. Nhà của mình, nhà chị đây. Đấy, con tay vải này. Đây, nắng gốc. Đây, thở nhẹ. Đây, cậu vào đi. Rồi, em vào đây. Tí nữa đồ thì em cứ để trong kia nhá. Để có gì chị về qua nhà thì lấy ít chăn màn để cho bé làm cho tối đỡ lạnh nhá. Dạ vâng, mà ăn nhá. Đây ở đây nè. Đây, cứ để đây nhá. Chị mang sang ít chăn gì cả, chiều này chị lấy tí là chưa dọn nhà cửa đã. Để tao ra, đi vào đây để chị dọn qua cái giường. Rồi. Để chị kết qua nhưng mà chị để chiếu lên bé làm. Rồi. Đỡ mệt nha. Ngoan lắm. Đây, chổi chị để ở góc đây cá. Thank you.
mẹ dọn nhà nha. Dọn nhà cho sạch để mình nằm nha. Dọn nhà cho sạch để mình nằm chơi nha. Em nhé.
qua đây thì đến không hay là gì thu trong nhà này đẹp hơn à hay là gì không chắc lấy cái thu kia rồi. Thank you.
Ôi ôi ôi. Đâu, mẹ đón nào. Mẹ đón em nào. Đón em nha. Ôi được rồi. Thế mẹ điệu nha. Mẹ điệu em đi làm việc nha. Đi nấu ăn nha. Em nấu ăn nha. Mới để em ra vườn hái rau ạ. Ờ đấy chị, bên có khổ đấy là chị chặt vườn mình đúng không nhá. Vâng. Nhá. Để chị đi tìm rồi lấy rồi nhá. Có mà. Nó học. Lúc nãy em nghe như là nó sao lắm mà. Thì em để vào trong đấy. Thế đó. Ừ. Không ý ra. Nhớ nhiều không chị? Em chỉ biết tầm hơn bát thôi. Đó. Bát thôi.
Để bà sẽ đặt một kiếm thanh thép rồi. Thanh sắt nhỏ nhỏ. Em bé dậy rồi. Đấy thì chị thì ăn xong xong rồi chị về em vào đây. Bye bye.
vừa làm là có chị á. Điện đi ngủ nha. Ok.